chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách có tựa đề Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Yue Vi-tan. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Bạn thân mến, bạn có nhận thấy rằng hầu hết những người thành công trong cuộc sống đều có sức hút rất đặc biệt đối với những người xung quanh. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người khi nói chuyện. Họ có thể khiến người nghe, người đọc tập trung và hành động theo những thông điệp được truyền tải. Có phải những người này có khả năng thôi miên người khác không? Thực tế thì họ không hề có năng lực siêu nhiên như trong phim. Họ chỉ sở hữu một công cụ vô cùng quyền năng, đó là nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Nếu bạn muốn tiến xa trong những lĩnh vực như bán hàng marketing, quản lý khách hàng hay chỉ đơn giản là muốn nâng tầm khả năng giao tiếp và thuyết phục thì công cụ này cũng vô cùng hữu dụng đối với bạn. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng khám phá công cụ quyền năng ấy thông qua cuốn sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Yue Vi-tan. Ông là một nhà tư vấn tiếp thị nổi tiếng, đã có nhiều tác phẩm ăn khách hàng đầu trong lĩnh vực marketing và đã giúp được hàng triệu con người thành công nhờ những hướng dẫn mà cuốn sách truyền đạt. Đầu tiên, chúng ta sẽ bóc tách khái niệm để hiểu được bản chất cốt lõi của thôi miên bằng ngôn từ là gì và nó quan trọng như thế nào. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng thôi miên bằng ngôn từ là thao túng và điều khiển tâm trí người khác. Nhưng thực tế thì điều này không hề kỳ bí như bạn đang tưởng tượng. Khả năng thôi miên chỉ đơn giản là họ biết cách thỏa mãn mong muốn của người khác, khiến tâm trí của người đọc, người nghe được thư giãn. Khi tâm trí được thư giãn thì phần ý thức sẽ lắng xuống, những thông điệp, những mệnh lệnh sẽ đi qua phần ý thức mà không hề có trở ngại và tiến thẳng tới phần tiềm thức trong não bộ một cách dễ dàng. Nếu bạn đã theo dõi sách tóm tắt từ những ngày đầu, thì chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ cuốn sách Sức mạnh của tiềm thức. Bạn sẽ nhớ lại rằng thứ chi phối hành động của con người không phải là ý thức hay lý trí, mà là phần tiềm thức ẩn sâu trong não bộ mỗi người. Chính vì vậy, nghệ thuật thôi miên mà chúng ta đang nói tới chính là đánh thuốc mê cho phần ý thức của người khác để tiến thẳng vào tiềm thức một cách dễ dàng, khiến tiềm thức nhận lệnh và hành động theo. Theo đó, chúng ta có một lộ trình thôi miên bằng ngôn từ với 3 chặng đường chính như sau. Chặng đường thứ nhất, thu hút sự chú ý của mọi người. Chặng đường thứ hai, duy trì sự quan tâm và thỏa mãn tâm trí họ. Chặng đường thứ ba, thôi thúc hành động của họ. Ở chặng đường thứ nhất, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay từ tiêu đề và đoạn mở đầu, bạn cần khơi gợi sự tò mò và quan tâm khiến người ta phải đọc tiếp. Phần nội dung trong cuốn sách, tác giả liệt kê tới 30 cách đặt tiêu đề thu hút người khác. Nhưng tự chung lại thì 30 cách này đều xoay quanh hai yếu tố chính là sử dụng sự mới mẻ và đánh vào lợi ích của người đọc. Yếu tố thứ nhất, sử dụng sự mới mẻ. Con người rất hiếu kỳ và dễ bị thu hút bởi những cái mới. Những điều mới sẽ khiến mọi người sôi sục, hứng thú và gợi lên sự tò mò. Vì vậy hãy thêm yếu tố mới mẻ và tiêu đề. Ví dụ, sản phẩm mới lạ giúp phục hồi nhanh chóng tóc hư tổn. Có một điều chúng ta cần lưu ý khi sử dụng kỹ thuật này, đó là một sản phẩm mới là một điều mới lạ, nhưng một sản phẩm cũ có công dụng mới thì cũng là một điều mới lạ không kém. Vì vậy, với những sản phẩm cũ, chúng ta cũng cần phải làm cho nó trở nên mới mẻ bằng việc công bố những đặc tính cải tiến của sản phẩm. Ví dụ, đột phá trong công nghệ chế tạo nước xả vải cải tiến giúp lưu lại hương thơm lâu hơn, nó sẽ khơi dậy sự tò mò cho sản phẩm cũ. Yếu tố thứ hai là đánh vào lợi ích. Bất cứ lúc nào ta bắt đầu viết hay nói, hãy tự hỏi bản thân rằng có thể đọc cho người nghe muốn điều gì. Sau đó tập trung trao cho họ thứ họ muốn. Ta có thể tạo một tiêu đề đánh trúng vấn đề họ đang gặp phải hoặc chạm đến ước mơ của họ. Tiêu đề ấy nên là một lời hứa, một bằng chứng hoặc một mức giá hấp dẫn.
Ví dụ, bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo sau 3 tháng. Đây là một lời hứa và bạn sẽ thu hút được sự chú ý của những người đang muốn học tiếng Anh. Họ sẽ đọc tiếp hoặc lắng nghe nội dung của bạn chia sẻ. Ví dụ, nếu bạn muốn quảng bá một khóa học chơi guitar, hãy nói mọi người đã chơi guitar nhanh và dễ dàng hơn với phương pháp của chúng tôi. Tiêu đề này sử dụng bằng chứng để thu hút độc giả. Ví dụ thứ ba, chỉ với 399.000 đồng, bạn đã có thể chơi guitar sau 2 ngày học ngắn ngủi. Thông điệp này sử dụng lời hứa và giá cả để tạo nên sức hút. Bên cạnh tiêu đề thu hút, thì phần mở đầu cũng rất quan trọng. Một trong những cách mở đầu hiệu quả là sử dụng những từ ngữ có khả năng đưa con người vào trạng thái thôi miên. Ví dụ, khi bạn nói rằng, hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một khu vườn đầy hoa, cụm từ tưởng tượng sẽ khiến người nghe lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng và hào hứng để tưởng tượng theo những gì bạn mô tả. Trong đầu họ sẽ xuất hiện hình ảnh một khu vườn hoa. Vậy là bạn đã thu hút được sự chú ý của họ và kéo họ nhập cuộc cùng bạn. Những từ ngữ có khả năng thôi miên tương tự như kỳ diệu, bí mật, bí quyết, tiết lộ tuyệt vời, đáng chú ý, bạn cũng nên thường xuyên sử dụng. Chương nội dung tiếp theo, lý giải cho điều này là bởi hầu hết các trích dẫn đều ngắn gọn đầy thông thái, xúc tích và thường do những người vĩ đại nói ra. Các đoạn trích dẫn ngắn để trong ngoặc kép có khả năng thu hút ánh mắt của người đọc. Với một bài viết quảng cáo, bạn cũng có thể bắt đầu bằng một câu trích dẫn nào đó. Chỉ cần lưu ý rằng, đừng chọn câu trích dẫn quá dài. Câu trích dẫn đó phải có liên quan liên kết chặt chẽ với luận điểm mà bạn đang và sắp trình bày. Đặc biệt câu trích dẫn đó phải đến từ một nhân vật mà ai cũng biết. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chặng đường thứ nhất, thu hút sự chú ý của người đọc người nghe. Chặng đường thứ hai, chúng ta cần duy trì được sự quan tâm đó đủ lâu, đồng thời làm cho tâm trí họ được thư giãn, để sự tập trung được đẩy lên cao nhất. Hầu hết, những tiểu thuyết kinh điển trên thế giới đều sử dụng một kỹ thuật rất phổ biến để giữ những người đọc. Đó là tác giả sẽ không cho người đọc biết kết cục khi họ đang nóng lòng muốn biết mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ như thế nào. Nhiều chương trong truyện được kết thúc ngay khi một xung đột mới xảy ra và người đọc không còn cách nào khác ngoài đọc tiếp chương sau để xem mọi thứ sẽ được giải quyết thế nào. Khi viết bài quảng cáo, chúng ta cũng có thể học hỏi kỹ thuật này. Bạn có thể nói cho người đọc biết bạn sắp phát biểu một điều rất quan trọng, sau đó chuyển qua một chủ đề mới, nhưng vẫn hứa sẽ quay lại chủ đề cũ trong giây lát. Có một sai lầm rất phổ biến khi viết bài quảng cáo hoặc thuyết trình giới thiệu một sản phẩm nào đó là người viết thường say sưa nói về sản phẩm và các đặc điểm của sản phẩm mà lãng quên người đọc và người nghe. Người đọc và người nghe sẽ không quan tâm sản phẩm đó có đặc điểm gì, họ chỉ quan tâm chúng liên quan gì đến họ và chúng tạo ra được lợi ích gì cho họ. Bạn có thể so sánh hai cách viết dưới đây để thấy sự khác biệt. Cách viết thứ nhất, tôi vô cùng ấn tượng khi lần đầu dùng ứng dụng WeT. Với cách nói này, người đọc thường sẽ không quan tâm đến sản phẩm vì họ không cảm thấy thông tin đó không liên quan tới họ. Cách viết thứ hai, lần đầu tiên dùng ứng dụng WeT, nó đã cho ra một bức ảnh hoàn hảo đến mức khiến tôi phải trố ra và kinh ngạc. Hầu hết, mọi người khi đọc đến đoạn kinh ngạc thì mắt họ cũng mở to hơn, như thể mắt họ cũng đang trố ra vậy. Và lợi ích giúp cho ra một bức ảnh hoàn hảo sẽ khiến họ cảm thấy tò mò muốn biết thêm thông tin về ứng dụng đã được nhắc tới. Đó thật sự là một câu văn đầy mê hoặc, khiến người ta bị cuốn vào và vô thức hành động theo. Tương tự, thay vì quảng cáo rằng chúng tôi đã hoạt động được 5 năm, thì chúng ta hãy nói rằng, hãy yên tâm rằng bạn sẽ nhận được hàng chất lượng được giao đúng giá, bởi vì chúng tôi đã làm như vậy suốt 5 năm qua. Hai cách nói này tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với người nghe. Vì vậy, khi nêu lên một sự thật hay một thông tin nào đó, chúng ta hãy diễn tả sao cho người đối diện nhận thấy sự thật ấy có lợi như thế nào với họ. Hãy đưa ra những lý do khiến họ phải quan tâm tới thông tin bạn nói. Hãy làm theo cách bán của những người bán bánh. Họ chỉ cho chúng ta biết vị ngon, giòn rụm của chiếc bánh
mà không nhắc đến nguyên liệu làm bánh. Họ giấu đi những bí mật và rao bán những điều diệu kỳ. Hầu hết mọi người đều mang một nỗi sợ trước khi ra quyết định mua hàng, đó là nỗi sợ mắc sai lầm. Họ sợ sản phẩm không như họ mong đợi, họ sợ bị mua đắt, họ sợ bị nói là người mua hàng kém thông minh. Vì vậy, khi có nhu cầu mua một thứ gì đó, họ sẽ rơi vào trạng thái đói thông tin, họ sẽ có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, vô vàn sự hoài nghi và lo lắng. Lúc này việc của một nghệ sĩ thôi miên bằng ngôn từ là dự tính được những câu hỏi và trả lời phải đúng lúc. Hoặc nói cách khác, khi đặt bút viết bài quảng cáo, ta cần tưởng tượng rằng mình đang nói chuyện trực tiếp với một khách hàng tiềm năng. Cụ thể, ta cần dự đoán được những câu hỏi mà người đọc sẽ hỏi, những lo lắng họ đang có, rồi lần lượt tháo gỡ giúp họ. Khi các khúc mắc của khách hàng dần dần được giải tỏa, họ sẽ làm theo những gì chúng ta nói. Tới đây, có một vấn đề là rất nhiều người bán hàng, rất nhiều nhà hoạch định chiến lược marketing đã sử dụng nỗi đau để thao túng tâm lý mọi người. Cách tiếp cận này rất hiệu quả, bởi nỗi đau, nỗi sợ là những yếu tố hàng đầu chi phối hành động của con người. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, thì đó là cách tiếp cận chưa văn minh. Họ biết rằng nỗi đau có tác dụng thúc đẩy hành động hiệu quả, nhưng họ đã quên rằng động lực tuyệt vời nhất trong cuộc sống là tình yêu và niềm đam mê. Càng tập trung vào cái gì thì bạn sẽ càng bị ám ảnh bởi cái đó. Thay vì rêu rắc thêm nỗi đau, nỗi sợ cho người khác, thì chúng ta hãy tập trung vào những gì họ mong muốn. Đừng khiến người khác phải tuân lệnh ta, đừng khiến họ chi tiền mua sản phẩm của chúng ta chỉ vì họ đang đau khổ hay sợ hãi. Mối quan hệ được thiết lập trên nỗi đau chỉ là sự miễn cưỡng và không thật sự bền chặt. Hãy khiến họ yêu mến ta, bởi ta giúp họ có thêm niềm vui. Bạn càng chú tâm đến những gì người khác mong muốn, thì họ sẽ càng chú tâm và bị thu hút vào bạn, cũng như vào những gì bạn nói. Mục tiêu chúng ta đặt ra hãy là giúp họ tưởng tượng ra những niềm vui, trải nghiệm niềm vui đó và có được cảm giác hài lòng. Hãy cho họ biết sản phẩm của bạn sẽ khiến họ vui vẻ hài lòng như thế nào, và bạn sẽ thuyết phục được họ giao dịch với mình. Có một lưu ý ở đây là chúng ta cần nắm bắt được điều mà khách hàng tiềm năng mong muốn nhất và dùng mong muốn ấy để làm nền tảng xây dựng bài viết. Ví dụ, bạn đang muốn bán bột giặt, bạn có thể đưa ra hàng loạt các đặc tính và lợi ích như là hương thơm dài lâu, không làm bay màu, đánh bật những vết bẩn cứng đầu, không gây kích ứng da, hay rẻ hơn nhiều loại bột giặt thông thường khác. Nhưng rồi, bạn không biết cần tập trung vào một đặc tính và lợi ích hấp dẫn nào nhất đối với người mua. Thế nhưng, làm sao để biết được người mua quan tâm đặc tính hay lợi ích nào nhất? Chúng ta không nên mạo hiểm phán đoán chủ quan, mà hãy hỏi người mua bằng cách trò chuyện thực tế hoặc làm khảo sát. Nếu đánh trúng được nhu cầu của khách hàng, thì doanh thu sẽ tự động xuất hiện. Nếu chưa thành công, ta có thể thử tập trung vào một nhu cầu khác. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh. Ví dụ, khi bạn kể rằng tôi ngồi trên một chiếc ghế tựa, ngắm từng đợt sóng vỗ rì rào và nhâm nhi một quả dừa ngọt mát, trong tâm trí người đọc sẽ ngay lập tức xuất hiện hình ảnh bãi biển. Họ thậm chí còn tưởng tượng ra gió biển lướt qua mặt và nhớ ngay đến mùi vị của quả dừa. Bạn đang kể về trạng thái thư giãn và họ cũng lập tức cảm thấy thư thái hơn. Từ đó, có thể thấy việc sử dụng trí tưởng tượng là một cách hữu hiệu để thỏa mãn tâm trí khách hàng. Bí quyết là hãy chỉ ra chính xác những điều sẽ xảy ra khi khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn. Bạn hãy vẽ về viễn cảnh mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mang lại lợi ích cho họ. Nếu khách hàng cũng tưởng tượng ra chính mình đang sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó, thì khả năng họ sẽ mua hàng là rất cao. Để kích hoạt và dẫn lối trí tưởng tượng của người đọc, chúng ta cần thổi hồn vào các câu chữ. Hãy thoải mái và cảm nhận. Hãy thổi những cảm xúc cháy bỏng vào từng từ ngữ. Bạn cần phải rung động trước thì mới truyền tải cảm xúc sang người đọc và khiến họ cũng rung động theo. Để thực sự rung động với sản phẩm thì bạn phải tin tưởng hoàn toàn vào sản phẩm đó. Đây là nguyên tắc cơ bản
trong nghệ thuật thuyết phục và cũng là điểm quan trọng nhất để thôi miên khách hàng. Bạn sẽ không thể bán cho người khác bất cứ sản phẩm gì nếu bản thân mình thậm chí còn chẳng tin nó. Làm sao bạn có thể bán được chiếc xe mà mình sẽ chẳng bao giờ muốn lái? Làm sao bạn có thể bán được một cuốn sách mà mình không bao giờ muốn đọc? Chỉ khi tin tưởng hoàn toàn vào sản phẩm của mình thì bạn mới có thể khơi gợi được cảm xúc cũng như thực hiện được những kỹ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Bán hàng thực chất là quá trình truyền tải cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, khách hàng chọn mua hàng vì yêu mến người bán hàng. Vì vậy, đối với một bài quảng cáo, chúng ta cũng cần phải tạo được thiện cảm đối với người đọc. Bạn càng khiến người đọc cảm thấy gần gũi với bạn, họ càng quan tâm tới sản phẩm của bạn. Và để người đọc cảm thấy gần gũi thì bài chào hàng nên được viết như một bức thư thân tình, như thể được gửi cho một đối tượng cụ thể. Hãy dùng từ bạn thay cho từ các bạn. Hãy viết cho một người đọc thay vì viết để đám đông cùng đọc. Bạn có thể thêm vào một số từ ngữ khơi gợi cảm xúc, ví dụ như các từ thân mến, tự hào, vui mừng. Có một sai lầm mà nhiều ngòi bút non nớt thường gặp phải, đó là họ cho rằng cần phải sử dụng những từ hoa mỹ, bóng bẩy, càng cao siêu càng tốt. Nhưng thực tế thì điều này sẽ phản tác dụng vì sẽ tạo ra sự xa cách với người đọc. Với một bài quảng cáo tốt, bạn hãy viết sao cho một đứa trẻ cũng có thể đọc và hiểu được nội dung muốn truyền tải. Những từ nào chúng ta không dùng trong giao tiếp thường ngày thì cũng không nên dùng trong bài chào hàng. Chúng ta cần làm rõ với nhau rằng khi viết một bài quảng cáo hay một thư chào hàng, thực chất là chúng ta đang thuyết phục người đọc mua hàng. Vì vậy, thay vì chăm tấn công vào người đọc bằng các luận điểm của mình, chúng ta nên bắt đầu lá thư từ góc nhìn của người đọc. Bí quyết là có thể đồng ý với họ một vài điểm chung, rồi sau đó dần dần hướng về những gì mà ta muốn trình bày. Sự đồng tình, đồng cảm sẽ giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách với người đọc, khiến người đọc dễ chấp nhận và đồng ý với những gì được trình bày sau đó hơn. Một lưu ý nữa là hãy viết bằng chính giọng văn của mình. Thay vì cố gắng chạy theo giọng văn của những người mà ta ngưỡng mộ, thì bạn hãy viết theo bất cứ phong cách nào mà mình thấy phù hợp nhất. Nếu ta bộc lộ được cá tính của mình trong bài viết hay lời chào hàng, thì người đọc sẽ cảm thấy thân tình hơn. Từ đó họ sẽ có cảm tình và tin tưởng chúng ta hơn. Cầu nối giữa ta và khách hàng sẽ được thiết lập và rồi chúng ta sẽ bán được hàng. Mặc dù không nên bắt chước giọng văn của người khác, nhưng chúng ta có thể học hỏi họ. Đặc biệt, hãy thử chép lại những bài viết hấp dẫn và bạn sẽ thấy rằng mình học được cách tạo ra những đoạn văn lôi cuốn. Việc sao chép này cũng giống như việc các vận động viên theo dõi các bậc tiền bối trổ tài kỹ năng vậy. Quá trình theo dõi đó sẽ giúp họ ghi nhớ những động tác dẫn đến thành công. Học hỏi các động tác của một vật thủ kỳ cựu sẽ giúp ta đánh thuần thục hơn. Tương tự, học hỏi một số nhà văn xuất sắc sẽ giúp chúng ta dễ dàng tạo ra những bài viết thu hút người đọc từ đầu đến cuối. Sau khi đã trải qua chặng đường thứ nhất là đề cập đến vấn đề độc giả quan tâm để thu hút sự chú ý của họ, tiếp theo là chặng đường thứ hai là duy trì sự quan tâm, thỏa mãn tâm trí. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chặng đường thứ ba là đưa ra mệnh lệnh và các thông điệp hành động. Những bộ phim, những tiểu thuyết đều có một tầng ý nghĩa ẩn dụ phía sau, tức là người đọc, người xem cần suy ngẫm để rút ra được nhiều giá trị hơn. Một kết luận mở là một điều tuyệt vời nhất. Chính những ẩn dụ này sẽ làm gia tăng giá trị cho tác phẩm. Tương tự, với một bài quảng cáo thì bên cạnh nghĩa đen là những gì mà ta viết ra, chúng ta cần lưu ý tới tầng nghĩa bóng ẩn sau nó. Chính những gì ẩn sau bài viết mới là thứ thôi thúc hành động và giúp bạn tiếp thị hiệu quả hơn. Dưới đây là một ví dụ khi tác giả của cuốn sách này nói về các lớp dạy viết quảng cáo của mình. Ông nói rằng, tôi rất thích dạy các lớp học này. Các học viên lúc nào cũng muốn mua sách và lắng nghe sau khi học khóa của tôi. Cuốn e-book đầu tay của tôi chính là cuốn Thôi miên bằng ngôn từ, cũng là cuốn bán chạy nhất của tôi. Tôi cũng chẳng biết vì sao,
Nhiều người lại thích nói đến thế, họ cứ xếp hàng dài, chờ mua cuốn sách đó mà thôi. Vài người sau đó còn tự viết sách xuất bản. Cứ mỗi cuốn sách bán đi như vậy, tôi sẽ thu về cho mình 40 đô la. Thế nên lúc nào tôi cũng đứng lớp với một nụ cười mãn nguyện. Có thể nói rằng đây là một đoạn chào hàng rất tuyệt vời. Qua đoạn văn đó chúng ta nhận thấy, ông kể về những học viên của mình, nhưng đằng sau đó là ẩn ý rằng, sách của tôi hay lắm, người nào đọc qua cũng đều thành công. Các lớp học của tôi được rất nhiều người biết đến. Chúng ta có thể học tập phương pháp này bằng cách kể lại những câu chuyện, những bằng chứng để chứng minh giải pháp mà chúng ta hứa hẹn chắc chắn sẽ giúp khách hàng giải quyết được các vấn đề mà họ đang gặp phải. Điều đó có thể là những lời phản hồi, lời nhận xét của những khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm. Nhận xét càng cụ thể càng tốt. Chúng ta sẽ cùng xem xét sự khác nhau giữa hai lời nhận xét dưới đây. Lời nhận xét thứ nhất, tôi thích cuốn sách này. Đây là lời nhận xét, chưa đủ sức ảnh hưởng. Lời nhận xét thứ hai, trên sách có nội dung đàm phán, đã giúp tôi giành được hợp đồng trị giá 39.000 đô la. Lời nhận xét này có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Nó thể hiện rằng những lợi ích của sản phẩm được quảng cáo là sự thật. Một cách khác nữa để gửi gắm thông điệp rằng khách hàng sẽ không phải hối hận khi mua sản phẩm, đó là đưa ra những lời cam kết. Sự thật là nếu không cam kết bất kỳ điều gì thì sẽ chẳng ai buồn đặt hàng hay thậm chí là tin những gì chúng ta nói. Một chiến dịch marketing thành công cần phải đảm bảo được 3 yếu tố: lượng người tiếp cận tốt, bài chào hàng thu hút và thỏa thuận hấp dẫn. Khi bạn có thể đưa ra những lời cam kết, có nghĩa là bạn đang gửi đến một thông điệp vô cùng đáng tin cậy cho khách hàng. Vậy là nội dung chúng ta viết sẽ thu hút sự chú ý, còn thông điệp ẩn sau đó sẽ giúp chúng ta giao dịch thành công. Điều cần lưu ý ở đây là chúng ta nên để người đọc hoặc người nghe tự rút ra kết luận cho riêng mình. Một điều thú vị là mọi người có thể không tin những gì họ được nghe, nhưng họ lại không bao giờ hoài nghi những gì họ tự nghiệm ra. Một kỹ thuật nữa để thôi miên người đọc hành động là liên tục làm nổi bật một ám thị mà vẫn giữ được sự mới mẻ về ý tưởng. Nếu bạn muốn người đọc mua hàng, hãy lồng chữ đặt hàng vào bài viết và nhắc lại nhiều lần nhất là ở những đoạn điểm nhấn. Ví dụ, nếu là bạn, tôi sẽ truy cập ngay website phía trên để đặt hàng trước khi sự kiện siêu ưu đãi này kết thúc. Hãy nói ra điều mình muốn, khách hàng làm theo, ta khéo léo nhắc lại thông điệp đó, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, có một lưu ý là người đọc sẽ không thực hiện hành động mua hàng nếu chúng ta chưa chia sẻ rõ ràng và nói về giá cả. Sau khi đã làm thỏa mãn tâm trí khách hàng về những giá trị và lợi ích mà sản phẩm mang lại, giờ là lúc bật mí về giá. Sản phẩm có giá càng cao thì chúng ta càng cần phải viết nhiều. Việc này có tác dụng giúp người đọc chuẩn bị tinh thần đối diện với giá sản phẩm và dễ dàng chịu thuyết phục trước mức giá ấy hơn. Đừng lo lắng rằng người đọc sẽ không đủ kiên nhẫn đọc hết nếu bài viết của chúng ta quá dài. Bởi vì mọi người sẽ đọc bất cứ bài viết dài nào miễn là nó thu hút được họ từ đầu đến cuối. Tất nhiên là đừng dài tới mức lê thê, độ dài bài viết quảng cáo cần phải tương xứng với sản phẩm bạn đang chào bán. Điều quan trọng với một bài viết dài là hãy trình bày sao cho dễ nhìn, dễ đọc nhất. Bí quyết là sử dụng những đoạn văn ngắn, những đoạn hội thoại. Nếu thích hợp, bạn có thể sử dụng những gạch đầu dòng và căn lề rộng. Như vậy thì độc giả sẽ không còn cảm giác ngại đọc, giống như khi nhìn vào một trang giấy chi chít chữ, khách hàng sẽ rất ngại đọc. Đặc biệt, chúng ta có thể đóng khung những đoạn nội dung quan trọng để giúp chúng nổi bật hơn và thu hút người ta đọc nó kỹ hơn. Nhiều cuộc khảo sát đã cho thấy rằng phần tái bút được đọc nhiều nhất, thậm chí là nhiều người còn đọc nó đầu tiên. Vì vậy, đây là cơ hội để nhấn mạnh những yếu tố tuyệt vời nhất của sản phẩm hoặc để đưa ra những cam kết đảm bảo. Hãy đặt nội dung đắt nhất vào phần tái bút bởi vì người đọc sẽ ghi nhớ nó lâu nhất. Kỹ thuật mà bạn học được trong cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo nên những lời văn thu
thu hút sự chú ý của khách hàng, nhưng nếu muốn thực sự thôi miên bằng ngôn từ thì bạn phải sử dụng những thông tin thực tế, lợi ích thực tế cùng những lời hứa thực tâm. Tác giả của cuốn sách nói rằng, tôi không bao giờ viết thư chào hàng một sản phẩm hoặc một dịch vụ mà tôi không tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thông tin về chúng. Bạn phải đọc tất cả các tài liệu, tất cả các nội dung marketing trước đó, trò chuyện với khách hàng và sử dụng thử sản phẩm. Mọi người đều muốn sự thật, lợi ích và những lời hứa chắc chắn. Công việc của một người viết quảng cáo là khai phá được những điều mà bên nhà cung cấp không thể hoặc không dám nói ra. Hãy tìm kiếm những điều thú vị trong từng sản phẩm hoặc dịch vụ mình quảng cáo. Cảm giác hứng thú và phấn khích rất dễ lan tỏa, và nó cũng chính là yếu tố kích thích người khác mua hàng đặc biệt. Hãy chắt lọc ra những thông tin mới, luôn đặt câu hỏi rằng, tôi sẽ làm mới sản phẩm này trong mắt người đọc như thế nào? Đừng dùng các từ ngữ như dụng cụ ảo thuật để lừa đảo, dối trá, nói sai sự thật với khách hàng. Hãy tận dụng sự thật để giúp bài viết có đầy đủ dưỡng chất. Sau bài viết này, mình muốn gợi ý bạn hãy xem tiếp bài viết về cuốn sách Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện người ta thường không dễ dàng ghi nhớ được nội dung nếu nó không được thể hiện dưới dạng một câu chuyện. Vì vậy mà hai cuốn sách này giống như một cặp đôi hoàn hảo trong nghệ thuật sáng tạo, nội dung tiếp thị và bán hàng mà mình muốn dành tặng cho bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!